Câu thứ hai, thầy chùa làng con giáo huấn cho hàng Phật tử làng con là ăn mặn vẫn về được Tây Phương. Con kính mong thầy giải thích cho các Phật tử làng con hiểu để tu tập. Con xin tri ân công đức của thầy. Cái này thì nếu ăn mặn mà tu ngay ấy thì cũng có thể được. Ăn mặn mà tu ngay thế là sao? Tu á, ngay thẳng, chính trực, từ bi. Đấy, để đạt được cái đó thì ăn mặn mà tu được á, cái tâm từ bi á, rộng mở, lớn ra mênh mông với tất cả muôn loài chúng sinh á, thì cũng về Tây Phương được. Nhưng ăn mặn, 10 người ăn mặn thì lòng từ bi chưa được một người. 1000 người ăn mặn thì lòng từ bi bao dung tất cả với chúng sinh cũng chưa được một người, chứ đừng nói là 10 người. Vì sao? Nếu mà mình mà từ bi thì mình đâu có gì. Có nghĩ cho bản thân mình để ăn thịt uống huyết mổ bụng chúng sinh đâu. Có đúng không? Nào chúng ta nghĩ xem. Cái câu ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối á. Nhìn á, sơ sơ bên ngoài có thể là đúng đấy, nhưng mà thực tế đấy là một câu nói gì? Để lấp liếm những cái sai của mình thôi. Tất nhiên có những trường hợp ăn mặn vẫn về Tây Phương được, nhưng trăm ngàn vạn ức người mới có thể được á, một hai người thôi các quý vị. Cho nên nhớ lại cái câu á, câu dạy của Hòa Thượng á, Tịnh Không, nói rằng á, sư phụ của Ngài là Ngài Lý Bình Nam. Ngài Lý Bình Nam là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng các vị nhé, không phải đơn giản đâu. Ngài nói rằng thời mạt Pháp này 1000 người niệm Phật mới có 1-2 người vãng sinh. Còn lại thì 998-99 người đi đâu? Các vị nghĩ xem đi đâu? Lại luân hồi ở trong 6 nẻo vậy. Và trong hội trường chúng ta này hôm nay có đến 3-4000 người niệm Phật. Nhưng tôi dám chắc chắn với các quý vị rằng cứ tu lèng tèng như chúng ta này á, ở chùa thì niệm Phật ra hoành tráng, nhưng về nhà thì á, lại để cho gì? 6 căn, đối với 6 cảnh, tức là 6 trần đó, sinh ra 6 thức là gì? Mê muội á, miệng thì ham gì? Ham ăn thịt, ăn cá, ham uống rượu, ham nói những chuyện gì á? Chuyện thị phi, nhân ngã, thì đấy là về căn miệng. Mắt thì chỉ thích nhìn thấy gì? Cái đẹp. Tai thì chỉ thích nghe những lời hay. Thân thì chỉ thích chạm xúc gì? Mặc những bộ quần áo lụa là da thú vân vân đó. Tâm ý thì suốt ngày nghĩ gì? Những cái chuyện đầu đâu á. Các vị nghĩ xem. Có vãng sinh được không? Không vãng sinh được. Đấy là sự thật. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Từ Phụ A-di-đà là gì? Là không có những chúng sinh á, tham sân si á, độc ác, keo kiệt, bủn xỉn, cống cao, ngã mạn, không có. Mà toàn là các bậc gì? Thượng thiện nhân, từ bi hỷ xả. Nay chúng ta muốn về Tây Phương á, thì phải có gì? Có đầy đủ lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả ấy. Mà từ thì từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc. Tức là người có lòng từ á, là phải đem đến gì? Tất cả cái sự an lạc cho chúng sinh. Bi ấy là gì? Là năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ. Tức là người có lòng bi ấy, thì hay gì? Hay diệt trừ tất cả những gì? Những nỗi khổ cho chúng sinh. Vậy nay chúng ta còn đi tuyên truyền, còn đi nói rằng ăn thịt uống rượu không ảnh hưởng đến việc vãng sinh. Như vậy có đúng không? Chắc chắn là không đúng. Người ăn thịt á, vãng sinh thì chỉ được gì ạ? Được rất ít rồi. Vạn muôn người mới được gì? Một người giống như là các ngài biểu thị cho chúng ta. Ví dụ như là Tế Công Hòa Thượng. Đúng không? Trường hợp như thế. Hoặc là một vài những vị người ta thì hiện người ta thì phá chấp cho những người đang chấp pháp mà thôi. Còn hàng phàm phu chúng ta, các vị cứ nghe thầy mà tu, theo nhân quả mà tu đi. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành ấy mà tu. Tức là có giữ giới,
có làm thiện thì sẽ có công đức. Không ăn thịt chúng sinh thì chúng ta không phải chịu trả cái gì, trả mạng cho chúng sinh ở đời sau nữa. Đó là nhân quả đấy. Phật Bồ Tát khuyên chúng ta gì? Ăn chay tụng kinh niệm Phật. Nếu muốn vãng sinh Tây Phương một đời được đảm bảo chắc chắn thì ăn chay tụng kinh niệm Phật, tín nguyện hạnh tha thiết để hành trì thì mới có cơ hội một đời vãng sinh. Bằng không thì rơi vào trong 998-99 người như Ngài Lý Bình Nam nói thì khổ lắm các quý vị. Được thân người đã khó, giữ được nó để đời sau lại được thân người lại càng khó nữa đấy. Giống như trong kinh A Hàm Đức Phật nói gì? Ngài bốc lên một năm đất ở dưới đất lên, hỏi tôn giả A Nan là A Nan, ông có thấy trong lòng bàn tay của Như Lai gì có gì không? A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, trong lòng bàn tay của Đức Thế Tôn gì có gì? Một nắm đất. Đức Phật hỏi là A Nan, vậy đất ở trong lòng bàn tay của Như Lai và đất ở dưới đại địa cái nào nhiều hơn? A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, đất trong lòng bàn tay của Đức Thế Tôn ít hơn, đất trong ở trên đại địa thì nhiều vô lượng, không thể so sánh được vậy. Đức Phật nói này A Nan, Như Lai dùng con mắt tuệ của gì? Của Phật, nhìn thấy những chúng sinh được thân người, mất thân người mà được thân người trở lại ít như đất ở trong lòng bàn tay của Như Lai. Còn những chúng sinh đang có thân người, được thân người, đang có thân người, mất thân người mà không được thân người trở lại, mà đọa trong ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh nhiều như đất ở dưới gì? Dưới đại địa vậy. Các quý vị xem. Cho nên Đức Phật nói muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả đời này. Muốn biết quả đời sau, hãy xem nhân đời đời này vậy. Đấy. Cho nên ở đây các Phật tử chúng ta cũng không nên đi tìm xem đâu là đúng, đâu là sai. Thầy Thịnh nói đúng hay là cái thầy kia nói đúng cũng không cần đâu. Chỉ cần các vị đọc cái nhân quả, biết được rồi thì cứ thế mà tu. Cũng không phải đi xem thầy Thịnh đúng hay là thầy kia dạy đúng, không cần. Thầy nghĩ không cần, như thế là thị phi làm gì. Cứ kinh nhân quả chúng ta đọc, kinh Địa Tạng chúng ta đọc, kinh Phật chúng ta đọc, đối chiếu ra để mà tu. Đâu là lời Phật dạy thì chắc chắn là đúng, là chuẩn. Lời thầy Thịnh giảng chưa chắc đã chuẩn 100%. Cũng có những khi thầy nói gì ạ? Nói nó nhầm, ví dụ hôm qua ấy, đúng không? Nói nhầm cái chú đấy mà phải xin lỗi. Chú ấy tên, người thì thầy vẫn nhớ, nhưng mà nói sai tên. Đó, đấy cũng là một cái nguy hiểm đấy nhá. Người thì nhớ nhưng mà gì? Nói sai tên. May có các Phật tử chúng ta nhắc nhở mới chấn chỉnh lại được ngay. Đấy, cho nên thầy Thịnh cũng có những cái gì nói vẫn còn sai. Tất nhiên cái sai đó thì nó không phải là sai về cái giáo lý cơ bản của nhà Phật, mà sai về những cái thông tin thôi. Chúng ta có thể thay đổi được. Cho nên ở đây thì thôi khuyên các Phật tử thôi, cứ nói một câu là hai ráng giữ được cái gì theo như nhân quả Đức Phật dạy thì cứ giữ để mà tu. Ăn chay tụng kinh niệm Phật, tín nguyện hạnh, nhất tâm để thực hành thì mới có cơ hội được vãng sinh một đời. Bằng không thì là tái sinh ở trong lục đạo tiếp theo vậy.